Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều là người ta tung hô về luật hấp dẫn, người ta tung hô về sức mạnh tiềm thức người ta, nhưng mà người ta lại không chỉ cho bạn cái mặt trái của nó. Vậy thì trong cái chương trình này thì bản thân tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái góc nhìn về ứng dụng luật hấp dẫn hay là cái sức mạnh tiềm thức đúng cách để mà về dài hạn cuộc sống của bạn sẽ có cái sự tốt đẹp. Và đây cũng là một cái góc nhìn mà bản thân tôi là cái người nghiên cứu nhiều về kinh sách, hay là ít nhất là có khoảng hơn 7 năm tôi nghiên cứu về phát triển cá nhân, thực hành về phát triển cá nhân, cũng đã từng thất bại, cũng đã từng có được những cái thành công nhất định. Và từ đó thì tôi có được những cái chứng kiến cho riêng bản thân mình. Và tất nhiên các bạn cứ cho phép mình được tin tưởng vào các bạn tin tưởng vào mình. Tuy nhiên các bạn cũng đừng nên bỏ qua những cái lời của người khác, bởi vì đôi khi ấy, lời của người khác là những cái sự dẫn đường cho các bạn. Nếu như các bạn đi theo con đường đấy lại mang lại cho các bạn kết quả tốt về dài hạn thì hãy cứ theo. Tuy nhiên thì hãy cẩn thận với những cái lời mà chỉ mang lại các bạn tốt những cái ngắn hạn thôi. Đấy là những cái thứ rất là nguy hiểm. Các bạn nên nhớ, cái gì rất nhanh á thì thường á nó đều có cái mặt trái của nó. Tương tự như vậy, chúng ta bắt đầu đi vào cái video đầu tiên là cái khái niệm về luật hấp dẫn là như nào, luật nhân quả là như thế nào, thì chúng ta có được một cái cắt nghĩa để cho chúng ta nó hiểu nó sâu hơn một chút. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là gì? Là chúng ta sử dụng cái, đây chúng ta có thể phân thành hai thứ là tôi và cái phần bên này, ở giữa là này, suy nghĩ này. Tôi là sử dụng suy nghĩ này, tôi sử dụng lời nói này, tôi sử dụng hành động này. Vậy luật hấp dẫn là chúng ta sử dụng suy nghĩ, lời nói và hành động để hướng tới những gì mà chúng ta mong muốn. Và thường là phần lớn những gì chúng ta đã và đang mong muốn hiện nay là gì? Nhà cửa, sức khỏe, xe cộ, mối quan hệ, tiền bạc, thành công và rất nhiều những cái thứ khác, đúng chưa nào? Đấy là những thứ mà chúng ta mong muốn, đúng chưa? Và chúng ta muốn hấp dẫn về nó thì chúng ta phải nghĩ nhiều về nó, nghe nhiều về nó, hình dung nhiều về nó, tưởng tượng như là chúng ta đã và đang sử dụng và đạt được nó rồi. Đấy. Thì đấy, và các bạn sẽ để ý là có người được, có người không. Tại sao lại như vậy? Nếu như nó là một cái quy luật vũ trụ và nó là một cái tính chân lý đúng tuyệt đối thì tại sao 100% người phải được, tại sao có người được, có người không? Tại sao có người được một thời gian sau đấy lại gặp họa? Tại sao có người được một thời gian sau đấy lại càng ngày càng tuyệt vời hơn? Tại sao lại như vậy? Thì trong cái chương trình này tôi sẽ là cái người tôi bẻ khóa cho các bạn. Và tất nhiên các bạn có quyền tin hay không tin, đấy là cái quyền của bạn. Chả ai có quyền áp cho các bạn một cái gì, một chân lý mà các bạn không thực nghiệm trên cuộc đời của mình cả. Đấy là cái luật hấp dẫn về căn bản là như vậy. Cái thứ hai nữa là cái luật nhân quả là như thế nào. Cái luật nhân quả cũng xuất phát từ cái tôi, nhưng mà sẽ hướng đến dùng suy nghĩ, lời nói và hành động để hướng đến cái gọi là các cái thức sống khác. Cái này thì trong cái video YouTube tôi có nói. Tuy nhiên thì tôi có nói rồi. Tuy nhiên thì ở đây tôi nói kỹ hơn một chút. Cái luật nhân quả là gì? Ngày xưa tôi đã từng gieo cho ai đấy một cái gì gieo thức sống. Thức sống là gì? Thức sống bao gồm con người, động vật và các cái loài vô hình, nhân thiên hay quỷ hay là bao nhiêu đấy chúng ta không biết, nhưng mà vô hình nhưng người ta vẫn đã và đang tồn tại. Họ là những cái loài có những cái cõi không gian song song với chúng ta, vẫn đã và đang tồn tại, tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường thôi, mà chỉ những người người ta gọi là tu tập rèn luyện, gọi là những bậc thánh đấy, người ta mới có thể cho phép mình có thể nhìn được những cái thứ này đấy. Và trong kinh sách hay rất nhiều những cái giáo điển thì có nói rất nhiều, và không có nghĩa là chúng ta không nhìn thấy thì nó không tồn tại, mà bởi vì cái giác quan chúng ta đang bị hạn chế thôi. Cho nên là giống như suy nghĩ của chúng ta không nhìn thấy, không chạm thấy, nhưng nó vẫn đã và đang tồn tại, đúng chưa nào? Giống như là wifi, giống như là gió, giống như là rất nhiều thứ chúng ta đôi khi chúng ta còn nhìn thấy đâu, nhưng nó vẫn đã và đang tồn tại. Cái không khí có tồn tại, nó vẫn đã và đang tồn tại, đúng chưa nào? Cho nên là quan trọng là chúng ta bắt đầu cũng phải mở lòng ra, đừng có chỉ dựa vào những cái giác quan của mình. Chúng ta phải phải cần có cái sự nó mở rộng ra hơn nữa. Đấy. Là chúng ta sẽ cần phải có hiểu như vậy. Vậy nhân quả có nghĩa là chúng ta dùng cái suy nghĩ, lời nói, hành động tác động lên các cái thức sống khác ở hai cái cực. Một là dương cực, hai là âm cực. Âm cực là gì? Âm cực là tiêu cực.
là chúng ta làm hại, làm tổn thương, gây nên những cái gọi là cái tổn thương tiêu cực cho các cái đối tượng thức sống này. Dương cực là gì? Dương cực có nghĩa là chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, làm những cái điều vui vẻ, làm những cái điều hạnh phúc, làm những cái điều gọi là mang lại cái chân thiện mỹ. Còn âm cực là giả ác tà, là những cái sự lừa dối, trộm cướp rồi tai họa. Còn cái dương cực, âm cực là lừa dối, trộm cướp, tai họa, giả ác tà. Dương cực là chân thiện mỹ, là những cái điều tốt đẹp tuyệt vời. Đấy. Vậy thì cái đây chính là luật hấp dẫn, còn đây chính là luật nhân quả. Đấy, cho nên nhân quả nó luôn luôn ảnh hưởng đến cái này. Còn cái này nó là hấp dẫn. Đấy, cái khái niệm nó đơn giản có thể cắt nghĩa một cách nó là như vậy. Đấy nha mọi người. Hấp dẫn có nghĩa chúng ta dùng suy nghĩ, lời nói, hành động để hút về chúng ta những cái thứ mà chúng ta mong muốn. Xe, nhà, tiền bạc, danh vọng, thành công, vợ đẹp, con ngoan, trò hiền. Đấy, trí tuệ. Còn nhân quả có nghĩa là chúng ta dùng suy nghĩ, lời nói, hành động hướng đến các cái thức sống. Thức sống có nghĩa là có cái sự hữu có ý thức, con người, động vật, vô hình. Đấy, đấy chính là cái luật khái niệm cắt nghĩa về nhân quả và hấp dẫn một cách nó có thể là có một cách nó tổng quan và dễ hiểu để cho mọi người hiểu. Vậy cái video tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái việc đấy chính là ứng dụng cái liên quan giữa nhân quả và cái luật hấp dẫn như thế nào và cái ứng dụng của từng cái nó ra sao. Vậy thì tôi xin được nói luôn là cái nhân quả và hấp dẫn này nó liên quan như thế nào. Cái luật nhân quả này nó là cái cội rễ, nó là cái gốc rễ, còn cái này nó là hoa quả lá, đúng chưa? Cái rễ mà không có thì hoa quả không bao giờ có thể lên được, đúng chưa nào? Vậy cái rễ nó là như thế nào, cơ chế của nó ra sao? Có nghĩa là như thế này, giả sử mà chúng ta gieo được nhiều những cái điều tích cực lên nhiều cái thức sống khác từ trong quá khứ đến tận bây giờ. Quá khứ này có thể là có cả tiền kiếp, và một số bạn không tin vào tiền kiếp thì các bạn cứ đơn giản là coi nó giống như là từ ông bà cha mẹ tổ tiên di truyền lại cho chúng ta. Đấy, giả sử như mà các bạn trong quá khứ theo cách nào đấy, có thể ông bà di truyền hay là kể trong kiếp sống này, các bạn làm nhiều những cái điều tốt đẹp cho nhiều những cái thức sống khác, bất kể là con người, động vật hay các cái thức sống vô hình, thì nó đều tích lũy những cái dạng hạt giống dương cực, hay người ta gọi là phúc đức, hay gọi là chân thiện mỹ, hay gọi là phước báo, hay gọi là những cái điều nó là tốt đẹp, nó là may mắn. May mắn chính là những cái thứ này. Đấy. Vậy giả sử như các bạn trong quá khứ các bạn làm nhiều điều thiện, được gặp lên được nhiều những đối tượng khác nhau trong thời gian dài, thì các bạn tích được thật nhiều những hạt giống may mắn này. Các hạt giống may mắn này nó chính là cái vốn ở bên trong của các bạn, nó trải đều cho các bạn trong một cái thời gian, đúng chưa nào? Và đây nó là cái vốn về mặt phước đức của các bạn. Vậy nhờ cái vốn này mà khi các bạn hấp dẫn những cái thứ đến với các bạn, thì giả sử cái vốn này nhiều, ngày xưa các bạn tạo cái công ăn việc làm cho người khác nhiều, ngày xưa các bạn làm cho nhiều người có được sức khỏe tốt, thì cái lúc mà các bạn hấp dẫn sức khỏe nó rất là tuyệt vời luôn. Nó có một cái quy luật người ta gọi là giống như cái quy luật điện quang về mặt tâm linh á. Thì khi mà các bạn gieo được nhiều những hạt giống dương cực lên người khác, thì tự nhiên có cái quy luật quay trở về. Nó giống như có một cái cầu nhân quả nó bắt về, và nó mang lại cho các bạn nhiều những cái điều tốt đẹp tương tự như vậy quay lại. Đấy, cho nên từ cái phước đức này mà các bạn chuyển nó thành xe, nhà hay là các cái mối quan hệ hay tiền bạc. Đấy, cho nên cái phước đức của bạn càng nhiều, các cái giống này càng nhiều, thì là tự nhiên cái cách mà các bạn hấp dẫn nó càng đến, nó tuyệt vời luôn. Khi các bạn sinh ra các bạn đã giàu có các bạn, và các bạn hấp dẫn cái gì thì thường nó đến rất là nhanh, và các cái kết quả nó đến rất là tuyệt vời. Đấy, còn giả sử như các bạn có nhiều hạt giống âm cực, các bạn ngày xưa các bạn gieo cái sự ác, các bạn vì cái lợi ích của mình mà các bạn làm cho nhiều đối tượng thức sống khác bị tổn thương, bị mất sinh mạng, hay là bị bầm dập, hay bị mất tài sản, mất tiền, ABC. Các bạn thu hút rất nhiều những hạt giống âm này, nó chờ đến lúc nó nở. Vậy thì đến lúc này á, thì các bạn, dù các bạn có hấp dẫn đằng trời những điều tốt đẹp đến, những cái điều tiêu cực nó vẫn sẽ đến. Và những cái tai họa nó có thể dẫn đến với các bạn rất là nhiều. Vậy thì cái này nó là rễ này. Giống như chúng ta có một cái bộ rễ chắc, thì khi đó chúng ta có mong nó ra quả, nó sẽ ra quả tuyệt vời. Và giả sử những cái rễ này nó không có đi, thì các bạn hấp dẫn đằng trời cũng có thể là không có được. Nó không có một cái gì vũ trụ mang lại cho các bạn đâu, ngoài những cái phước đức mà các bạn đã từng gieo trong các cái kiếp quá khứ, hoặc là ông bà di truyền. Ông bà di truyền nó chỉ là một cái gọi là một cái luận điểm cho các bạn dễ hiểu thôi nhỉ. Hay là do trong quá khứ các bạn đã từng gieo nhân rất là nhiều,
Thì bây giờ nó trổ ra như vậy, các bạn hấp dẫn được rất là nhiều. Các bạn sẽ để ý thấy một cái điều như thế này, có những cái người cùng kinh doanh một cái cửa hàng, như ví dụ cửa hàng bánh trung thu, nhưng mà có những quán bánh giống nhau, nhưng mà tại sao cái nơi đấy cứ có nhiều người mua, tại sao những cái quán bên cạnh không có ai mua cả, mặc dù chiến lược kinh doanh hay mọi thứ hầu như là rất là ít nha. Cái đấy hầu như do cái phước đức, có những cái người mở ra kinh doanh một phát là bao nhiêu khách hàng về, còn có những cái người mặc dù đã trang bị tận răng tất cả những cái công cụ nhưng chả có ai đến. Nó có một cái lực của nghiệp, nó là một cái lực rất là mạnh của nghiệp, mà khoa học đang dần dần chứng minh được nó rồi, dần dần khoa học sẽ bắt đầu tin tưởng và chứng minh được nó. Đấy, thì đó là cái cơ chế giữa cái luật nhân quả và luật hấp dẫn mà các bạn có thể hiểu một cách rõ ràng. Nên nhớ, không có một cái điều gì vũ trụ mang lại cho các bạn ngoài những cái nhân mà các bạn đã từng gieo, sau đấy các bạn chuyển nó thành những cái thứ này. Và các bạn chuyển nó càng nhiều thì cái này nó càng mất đi. Các bạn trải qua những cái âm này càng nhiều thì nó càng mất đi. Tương tự như vậy, cho nên có những người trải qua họa một thời gian rất là nhiều, sau đấy tự nhiên là người ta lại phất lên. Có những người thì hạnh phúc sung sướng một thời gian ngắn, nhưng mà sau đấy lại càng họa. Đấy thì cái này tôi sẽ nói trong cái video cuối là tác hại của sử dụng luật hấp dẫn hay sức mạnh tiềm thức nó sai cách, nó nguy hiểm như thế nào. Vậy đây là cái hiểu căn bản nhất về luật nhân quả như thế nào và luật hấp dẫn là như thế nào. Hy vọng qua cái video này thì các bạn có một cái chút lờ mờ các khái niệm về luật nhân quả, luật hấp dẫn. Có câu hỏi gì hãy cứ vào cái group về combo báo cáo thần số gieo hạt hỏi tôi, hoặc là không thì vào cái dự án thần số gieo hạt, dự án chiến binh thiện nghiệp nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ đi vào cái video thứ hai nữa là chúng ta ứng dụng về cái luật nhân quả như thế nào thì nó sẽ đúng cách, nó tuyệt vời nhá.